Hello, hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang xin giới thiệu đến cô chú anh chị cây bông trang vàng hường đọt đỏ. Màu rất là đẹp luôn cô chú ơi. Ảnh nở bông, ảnh chuyển màu, hai màu. Và tiếp theo là cây bông trang vàng hường đọt xanh ạ. Hai màu hoàn toàn khác nhau luôn. Vàng hường đọt đỏ thì cái màu của ảnh đậm hơn nha cô chú. Còn vàng hường đọt xanh thì ảnh thường ảnh lợt hơn và có khả năng là ảnh lên sọc như vậy đó cô chú anh chị. Đây ảnh lên sọc. Thường vàng hường đọt xanh với vàng hường đọt đỏ thường hay lên sọc à. Đó cô chú xem. Và tiếp theo là cây bông trang tím sen lá mai. Một dòng bông trang rất là VIP tại shop Hoa Kiển Kim Trang nha cô chú anh chị. Bông trang tím sen lá mai này, cái lá ảnh y chang cái lá mai luôn. Cánh hoa thì ảnh màu tím sen. Đấy, anh này còn có tên gọi khác là tím sen Campuchia nha cô chú anh chị. Bên em bán cây giống, hiện tại là cây mẹ này là em giao lưu với cả nhà luôn. Cả nhà mua thì inbox Zalo 0911643600 hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600 luôn ạ. Thì em xin cảm ơn cả nhà cũng như là cô chú anh chị đã ủng hộ shop cũng như là xem kênh YouTube ủng hộ ạ.